Isara Cafe & Bistro là một quán cà phê mang phong cách Địa Trung Hải với tông màu trắng chủ đạo, đang xen với sắc xanh mát dịu, tạo nên không gian hài hòa và lãng mạn. Quán cà phê không chỉ có một không gian đẹp mà còn có thực đơn phong phú và hấp dẫn bởi nhiều loại đồ uống và đồ ăn nhẹ đa dạng và chất lượng. Các loại nước ép tươi mát, cà phê thơm ngon, trà sữa béo ngậy, sinh tố bổ dưỡng đều được pha chế tỉ mỉ và đảm bảo vệ sinh. Các món ăn nhẹ như bánh mì, bánh ngọt, salad, pizza, mì Ý cũng được chế biến tươi ngon và hợp khẩu vị. Giá cả của quán cũng khá là hợp lý, tầm từ 30.000 đồng cho đến 70.000 đồng cho một ly nước và từ 50.000 đồng cho đến là 150.000 đồng cho một món ăn. Phù hợp với nhiều khách hàng có thể lựa chọn nơi đây làm điểm hẹn hò lý tưởng.